Grandma and Grandpa painted a picture of 65 years in one little house. More than a memory, more than saying I do. Kiss you good nights and I love yous. Me and you, baby, we'll walk in the footsteps and build our own family one day at a time. 10 little toes, a painted pink room. Our beautiful baby looks just like you. And we'll build this love from the ground up. Now till forever, it's all of me, all of you. Just take my hand and I'll be the man your dad hoped that I'd be. And we'll build this love from the ground up. Now till forever, it's all of me, all of you. Just take my hand and I'll be the man your dad hoped that I'd be. And we'll build this love from the ground up. For worse or for better, and I will be all you need. Beside you I'll stand. Through the good and the bad, we'll give all that we have. And we'll build this love from the ground up. Someday we'll wake up with thousands of pictures of 65 years in this little house. I won't trade for nothing the life that we built. I'll kiss you goodnight and say I love you still. And we'll build this love from the ground up. For worse or for better, and I will be all you need. Beside you I'll stand. Through the good and the bad, we'll give all that we have. And we'll build this love from the ground up. Các vị đại biểu đại diện cho hai gia đình, kính thưa các vị quan khách cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của các cháu Quang Huy và Thu Thủy. Trước tiên cho phép tôi thay mặt gia đình họ nhà gái rất là hân hoan và xin chúc mừng phái đoàn họ nhà trai đã vượt qua một chặng đường rất là xa xôi với những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã đến với gia đình nhà chúng tôi một cách an toàn. Xin thay mặt cho nhà gái xin chúc mừng. Và vâng, như các cụ nhà ta đã có câu, chim khôn đậu nóc nhà quan, trai khôn dựng vợ, gái ngoan gả chồng. Hôm nay nằm nếm tơ hồng, kết duyên chồng vợ thắm tình. Từ đây đó là lý do mà ngày hôm nay hai gia đình chúng ta sum họp về đây. Bây giờ xin mời bố cô dâu vào sẽ đưa cô dâu ra. Và trước tiên thì tôi cũng cảm ơn bên họ nhà trai đã đến đúng giờ. Thì cái thời gian là giấc thì trước tiên rất thì tôi không biết nói gì hơn là xin mời là các ông các bà mới ngồi uống nước. Rồi sau đó thì tôi sẽ vào là dẫn là con gái tôi là cô dâu là trong
buổi hôm nay là ra đây để trình diện với lại bên họ nhà trai. Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway, locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel warmth to take. Xin trân trọng giới thiệu vị đại biểu nhà trai, xin nên có đôi lời phát biểu ạ. Xin mời ông. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 dương lịch, tức 19 tháng 11 âm lịch. Thì gia đình nhà trai chúng tôi bao gồm toàn bộ do bố mẹ và các thành viên đại diện nhà trai đến. Đầu tiên xin cảm ơn nhà gái đã đón tiếp chúng tôi thịnh soạn như thế này. Và nội dung hôm nay thì chúng tôi muốn đến đưa các cái cháp quà, 5 cái cháp cụ thể là cau, trầu, rượu, thuốc và đầy đủ bánh kẹo để ra mắt phía bên nhà gái và mong muốn gia đình nhà gái đón nhận cho chúng tôi để làm việc cho cháu Huy được làm con trong gia đình. Đấy. Và cháu Huy được gia đình bên ngoại đón như là người con rể thả, và cháu Thủy được phép về nhà tôi làm dâu, là người con dâu hiền của gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn toàn bộ gia đình bên ngoại và ông Tiến và bà Tuyết cũng như ông Hà và toàn bộ anh chị em đây. Hôm nay là sau cái này thì tôi cũng muốn xin phép gia đình nhà gái chúng tôi được trao cái lễ mọn nhỏ để vào lễ thủ tục xin cháu Thủy về làm dâu nhà tôi. Đây cái này phải sau. Và tôi cũng xin rất vinh dự chú rể của cháu Thu Thủy và cũng được sự tin tưởng ủy nhiệm của ông bà ông Tiến Tuyết là bố mẹ của cháu Thủy cùng anh chị em cô dì chú bác trong gia đình ủy quyền cho tôi được thay mặt họ nhà gái trong buổi lễ ngày hôm nay. Trước tiên cho phép tôi thay mặt họ nhà gái xin kính chúc các vị đại biểu và trong họ nhà trai cùng toàn thể các quý vị đôi bên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Qua lời phát biểu của vị đại diện nhà trai, tôi thay mặt cho họ nhà gái xin tiếp nhận và cũng thay mặt cho họ nhà gái xin được đón nhận những sinh lễ về phía nhà trai đã đưa sang để làm lễ hỏi cho hai cháu ngày hôm nay. Thì ông bà cũng đã có lễ và đã kính báo với tiên tổ các cụ ở Việt Nam rồi, để các cụ chứng giám và phù hộ cho tình duyên của hai cháu Huy và Thủy. Thì trong thành phần gia đình thì bên họ nhà gái tôi thì về bà Cao Liên á thì quê nói chung là không xa được bên này. Thì hiện tại thì tôi ở Việt Nam và chồng tôi ở Việt Nam, nhưng mới sang bên này thôi. Tôi và vợ tôi đây tên là Vũ Thị Tuyết, và đây là chú Hà, là chú rể của cháu, nên là dì Mai là chị của em của là xã tôi. Còn là quên xin lỗi, đúng là tôi giới thiệu bác gái cả trước đã, bác gái cả là bác Vũ Tìm La này. Xong là tới vào đây ạ, và đến chú Hà và đấy dì Cúc ạ, là em của là dì Mai. Còn kế bên cạnh bác gái cả thì là cô út của tôi, em gái út của tôi ạ. Dạ vâng, này em gái út của tôi, và đây là đấy là phu quân của đấy là chú Toàn ạ. Thì ở đây thì có như còn các bậc tiền bối, thì nói chung thì về gia đình tôi thì còn có mẹ thôi, mẹ em năm nay cũng 90. Tôi thì giới thiệu thành phần của bên gia đình tôi là như thế. Dạ tôi thì cảm ơn. Tôi kính thưa quan viên hai họ,
Thì sau khi ông Tiến có giới thiệu đội hình qua phía bên nhà gái đón tiếp nhà trai chúng tôi, mà tôi cũng đã quen và biết rất lâu rồi. Tất cả bên phía nhà gái hầu như tôi cũng biết từ cách đây 30 năm rồi. Thế thì hôm nay để đại diện nhà trai thì phía tôi là có hai vợ chồng, là tôi là Hòa và mẹ, và vợ tôi là bà Hương, tức là mẹ, bố mẹ của cháu Nguyễn Quang Huy. Thế tiếp đến là vợ chồng chú Trần Xuân Thị và cô Hoàng Thị Lan, là những người đã cùng tôi những năm tháng rất khó khăn và sang tiệp cùng ngày, cùng đoàn cho đến bây giờ gia đình phát triển đầy đủ, tức là có nội có ngoại. Chú Vĩnh và cô Liên là đại diện đoàn nhà trai chúng tôi, bên cạnh là chú Bình. Cho nên tôi muốn giới thiệu chương trình đầy đủ như thế để nhà gái biết. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai bà mẹ, tức là bà Đỗ Thanh Hương và bà Vũ Thị Tuyết. Sẽ nên nhận một cái trách nhiệm rất là vinh dự trong ngày hôm nay. Tức là bà Hương sẽ nên trao lễ cho bà Tuyết, và bà Tuyết sẽ thay mặt cho nhà gái sẽ nên đón nhận lễ của phía họ nhà trai. With no consequences, nothing to lose when you're with me. We love to pretend we'll come to our senses someday. No need to rush, 'cause time is cheap. And pretending might feel better, but we can't stay here forever. I know that we're young, but we're getting older. And I might be holding a part of your heart, but we're getting closer to the day we walk away, to the words we've been too scared to say. It'll be no one's fault. Xin kính thưa toàn thể quan viên bốn họ, sau lễ ăn hỏi đã thành công tốt đẹp và đến chương trình thứ hai là chương trình lễ xin dâu. Hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, về phía gia đình nhà trai cũng đã có chuẩn bị cưới trầu đến với họ nhà gái chúng tôi để làm cái lễ xin dâu. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị đại biểu nhà trai xin phát biểu ý kiến ạ. Thì tôi một lần nữa xin được phát biểu đôi lời. Cái thủ tục mà gia đình bên nhà gái đã cho phép chúng tôi và tiếp nhận đồng ý cho cháu Vi làm con rể của trong gia đình. Thì thủ tục thứ hai này là xin phép gia đình nhà gái cho chúng tôi được đón cháu Thủy về làm dâu con nhà tôi. Thì để chúc phúc cho các cháu thì tôi chỉ chúc đơn giản thôi. Các cháu sẽ sống với nhau trọn đời. Hai gia đình mình đều quan tâm và có trách nhiệm đối với các con. Cháu Huy sẽ là rể thảo của gia đình bên ngoại, và cháu Thủy sẽ là con dâu hiền của gia đình tôi. Thôi tôi xin phép chỉ phát biểu rất ngắn gọn thôi. Và tiếp theo tôi cũng xin đại diện cho họ nhà gái cũng có đôi lời phát biểu. Ngày hôm nay cũng là ngày đẹp tháng lành về phía hai bà thông gia, cũng đã qua cái trao đổi và bàn bạc đã đi đến thống nhất chọn được cái ngày đẹp giờ lành để đón cháu Thủy về làm dâu với gia đình. Tôi cũng hy vọng rằng với cái ngày đẹp tháng lành sẽ mang lại nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, mang lại cái tình thông gia giữa hai gia đình chúng ta ngày càng thêm hữu hảo, ấm áp và đầm thắm. Đấy, và cũng xin thay mặt cho gia đình là cũng từ giờ phút này coi như là cũng chính thức xin đón cháu Huy được làm rể thảo trong gia đình chúng tôi, và cũng xin trao và gửi gắm cháu Thủy tới gia đình ông bà, ông Hòa, bà Hương, cũng như là các vị đại diện trong họ, trong gia đình sẽ gửi gắm cháu về ông bà để làm dâu con ông bà trong gia đình. Và cuối cùng thì cũng xin chúc hai cháu này thực sự là trăm năm hạnh phúc, và xin chúc mọi người
trong hai gia đình là luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang. Xin cảm ơn. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. Về phía cha mẹ cũng có một chút quà mừng cho hai con để trước khi lên đường về làm dâu, nhà chồng và bà nội của các cháu ở Việt Nam. Bà ngoại cũng có quà mừng cho các cháu. Bây giờ mở đầu cho chương trình thì xin mời một vị đại diện, do cái điều kiện xa xôi bà không có mặt trong buổi này hôm nay được, thì cũng nhờ là bác Lan thay mặt cho bà trao phần quà của bà cho các cháu. Ông Toàn thay mặt cho bà nội của các cháu và cũng cô dì chú bác ở bên nội cũng nên có chút quà nên. Xin mời bà Tuyết, ông Tiến có một chút quà nên mừng cho hai con. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Open up your mind and see like me.